Cái này tôi đó. Là đi chơi người gặp sau nhau vô chuyện chung với nhau thôi. Các anh không không nói là hợp thì tôi mời anh để làm việc. Bây giờ tôi phải nhắc đồ tôi biết đi. Thế mời đi đâu? Không, tôi mời mấy anh đây mời tôi rồi tôi. Không, đúng rồi. Đúng rồi. Tại vì chúng tôi không có họp gì hết, tôi chỉ đến khỏi Sài Gòn, tôi đi lên đây chơi. Cũng có cái chỗ đàng hoàng, chúng tôi đâu có cái gì là một chỗ tăng bàn lại. Đúng rồi, chúng tôi phải chọn một cái chỗ đàng hoàng để chúng tôi đến. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau, trao hỏi với nhau, nhà có họp gì đâu. Nếu mà chúng tôi họp mà có đề tài thảo luận nữa. Nhưng mà đằng này thì không có quyết định đó. Một số anh em Văn Ninh đã đi ra ngoài và còn lại một anh đại diện cho nhóm Văn Ninh Vùng Tàu là mặc áo trắng đang đứng ở trước cửa đây, rồi anh cũng đi ra luôn. Thì tạm thời hai bên đang chất vấn với nhau về vấn đề an ninh Vùng Tàu làm khó anh em tổ chức rồi nhân sự ở đây. An ninh phía an ninh Vũng Tàu đã yêu cầu bên quản lý nhà hàng, khách nhà hàng này không có cho anh em vào tụ họp ở trong này, và họ cho rằng một cuộc họp hôm nay là bất hợp pháp. Thì họ nhất quán đã yêu cầu phía quản lý nhà hàng phải dừng ngay cuộc họp. Vâng, và an ninh Vũng Tàu đã đưa cơ động lên rất nhiều. An ninh Vũng Tàu đã đưa cơ động lên bắt một người, và có thể là họ sẽ bắt chúng tôi lúc này, họ sẽ bắt bởi vì lực lượng an ninh cơ động lên rất là đông. Trong lúc này chúng tôi đang gặp nguy hiểm. Xin tất cả các tổ chức xã hội nhân sự và những tổ chức truyền thông cùng kết hợp với chúng tôi để làm rõ vụ việc này. Lúc này bên phía lực lượng của công quyền Vũng Tàu đến rất là đông.
cũng có thể là trong tình trạng thế này chúng tôi sẽ gặp rắc rối. Bây giờ mình uống nước đi, ra một dùng nước, ra một dùng nước, em uống nước chơi thôi. Tất cả những người đứng ngoài cửa đấy tức là những người an ninh mật vụ và một số lực lượng cơ động thì họ đang nấp ở ngoài. Họ tôi đi vào đâu đang nghe các trung kia đang nghe thì cãi hát bài những này để năm tháng qua mau anh trai dãi dầu thương nhớ làng quê thương nhà mong mỏi chờ mong con về con sẽ về dù xứ hay không con vẫn là con mẹ thương yêu đi xa nhớ mẹ đi xa nhớ mẹ bên phía chúng tôi rất là nhiệt thành mời tất cả lực lượng công quyền vào tham gia cuộc họp, cuộc trò chuyện với chúng tôi, nhưng họ nhất quán là không vào cái đứng ngoài cửa để giám sát cuộc họp. Thì ngay lúc này họ vẫn đang đứng ở bên ngoài rất là đông, và họ có thể là có những người cũng có máy để quay và để chụp hình. Khán giả đang xem truyền hình trong và ngoài thì là họ yêu cầu hát, chúng ta có thể hát những bài khác. Họ đề nghị chúng ta hát bài Trả Lại Cho Dân. Thì tất cả cộng đồng trong cũng như ngoài truyền hình nhé, thì họ cũng rất là Uh,
Và sau đây có thể là chúng ta sẽ được lắng nghe ca khúc Trả Lại Cho Dân. Xin mời tất cả quý vị đang xem trên video clip, chúng ta sẽ được lắng nghe. Cho nhân dân tôi quyền tự do, quyền con người, quyền được nhìn, được nghe, được nói, quyền được tròn chân lý tự do, quyền xóa bỏ độc tài độc tôn. Trả lời đây cho anh quân nhân, quyền được sống đời trai hùng, quyền tự hào tự tôn nói giống, để bảo vệ non nước Việt Nam và bảo vệ dân lành Việt Nam. Trả lại đây quyền phúc quyết của người dân, dân biết điều gì dân cần để tự do mưu cầu hạnh phúc. Trả lại đây quyền chính đáng của người dân, dân biết làm gì cho mình, cho thái bình non nước Việt Nam. Và để tiếp tục chương trình, có thể chúng ta để sẽ được lắng nghe một ca khúc tiếp theo. Và những ca khúc này là gắn liền với là không, mình ý mình đóng cửa là mình hát á, thì bên ngoài sẽ không nghe, nhưng mà mình vẫn hát á thì ăn sẽ làm ồn phòng bên cạnh. Ở trong này sóng sánh không bình lắm, sóng rất là yếu. Và lúc này không biết quý vị có nghe rõ cái gì không, nếu quý vị thử comment một câu là có nghe được không. Em nghe anh Dũng ơi, em vào em mô tả cái em đang tìm cái chỗ để mô tả cái clip bên nằm ở đâu. Anh Dũng mô tả clip thì mình bấm vào đây. Ai nghe cái đi toilet không được cho like nha. À đây rồi, đây đây. Em biết rồi. Đây là anh quản lý nhà hàng.
ở nơi đây. Và anh Linh đã vào áp lực về phía anh và anh xuống đây đang trao đổi với chúng tôi. Dạ, sao ạ? Chưa có hợp đồng. Em chỉ nghĩ là sử dụng dịch vụ ăn uống bình thường thôi, chứ cuối cùng là mình không sử dụng dịch vụ. Vậy là ăn uống.